Văn phòng huyện ở Nghệ An xin hơn 80 triệu đồng thanh toán tiền rượu tiếp khách. Campuchia chuẩn bị sẽ tiêm vaccine virus cúm vụ Hán Trung Quốc cho hàng trăm nghìn người. Trung Quốc điều 13 chiến đấu cơ xâm phạm ADIZ của Đài Loan. Ông Biden hạn chế khả năng mua thuốc giá thấp của người dân. Bắc Kinh bác bỏ báo cáo họ đang tìm kiếm cuộc gặp với Mỹ. Italy Yêu cầu TikTok chặn người dùng nhỏ tuổi sau vụ bé gái 10 tuổi tử vong Các thưa quý khán thính giả đang theo dõi một điểm tình trường ngày 24 tháng 1 của DKN TV Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết Theo VTC News đưa tin, sau 3 năm không thể trả tiền mua rượu tiếp khách, nhà chức trách huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã làm tờ trình xin thanh toán. Vào ngày 23 tháng 1, trên mạng xã hội lan truyền tờ trình của văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu Nghệ An về việc xin chủ trương thanh toán tiền rượu phục vụ cơ quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của huyện này. Theo nội dung tờ trình, từ năm 2018 đến nay, văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã mua sắm rượu để phục vụ công tác tiếp khách Cụ thể vào năm 2018 là 20 triệu đồng, phần Hội đồng Nhân dân chưa thanh toán. Vào năm 2019 là 35,5 triệu đồng của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Năm 2020 là 25 triệu đồng cả Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Tổng số tiền chưa thanh toán là 81.750.000 triệu đồng. Phía dưới tờ trình có ghi phần duyệt lãnh đạo do ông Lô Thanh Luận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, huyện Châu Bút phê nhờ Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu hỗ trợ thanh toán 20 triệu đồng. Số còn lại đề nghị văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phối hợp kế toán làm thủ tục thanh toán. Trả lời VTC News, ông Lô Thanh Luân xác nhận ông là người bút phê vào tờ trình. Nói về số tiền nợ rượu lên tới 81 triệu đồng, ông Luận cho biết, trong một năm, huyện Quỳ Châu có một vài lễ hội lớn như lễ hội Hang Vua. Những ngày này, các đoàn khách đến cũng nhiều khi tiếp khách chúng tôi không uống rượu của quán, mà đặc biệt mua rượu từ người quen của cán bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nấu, sau đó đưa về ngâm để uống. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào ngày 22 tháng 1 cho biết, khoảng 500.000 người dân nước này sẽ được tiêm vaccine ngừa virus cúm Vũ Hán của Trung Quốc trước dịp Tết của người Khmer vào tháng 4. Theo Thủ tướng Hun Sen, gần 300.000 liều vaccine của hãng Sinopharm Trung Quốc sẽ được chuyển tới Campuchia trong tháng 2. Bộ Y tế Campuchia sẽ tiến hành khảo sát để đánh giá xem bao nhiêu người dân sẵn sàng cho việc tiêm chủng. Ông nói, Trung Quốc đang thúc đẩy gửi 600.000 liều vaccine sang Campuchia và tôi muốn thấy 500.000 người Campuchia được tiêm phòng trước Tết của người Khmer. Nhà lãnh đạo Campuchia cũng tái khẳng định, ông sẽ là người đầu tiên tình nguyện tiêm vaccine Sinopharm và tổ chức cuộc họp báo ngay sau khi tiêm tại Bệnh viện Khamed, thủ đô Phnom Penh. 13 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào ngày 23 tháng 1, khiến hòn đảo phải điều động tên lửa để giám sát tình hình. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, phi đội máy bay của Trung Quốc gồm 8 máy bay ném bơm H-6K có khả năng mang vũ khí hạt nhân, 4 máy bay chiến đấu J-16 và một máy bay săn ngầm Y-8 đã bay qua khu vực Tây Nam vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Lực lượng không quân Đài Loan đã cảnh báo các máy bay Trung Quốc và khai triển tên lửa để giám sát tình hình hiện phía Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận. Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một lãnh thổ tách rơi, tuy nhiên Đài Loan tuyên bố rằng đã là một quốc gia độc lập với quốc hiệu Dân Hoa Trung Quốc. Ngay khi bước vào tòa Bạch Ốc, ông Joe Biden đã liên tục đảo ngược hoặc tạm dừng các chính sách do cựu Tổng thống Donald Trump ban hành. Chính quyền Biden đã tạm dừng một biện pháp được thiết kế để giảm giá thuốc cho người dân. Cựu Tổng thống Trump đã ký quy tắc tiếp cận với các loại thuốc cứu sống giá cả phải chăng vào ngày 23 tháng 12 năm 2020. Quy tắc này là cho phép cải thiện khả năng tiếp cận với các loại thuốc cứu sống của những người có thu nhập thấp, không tiếp cận được với insulin giá cả phải chăng và epinephrine dạng tiêm do thiếu bảo hiểm hoặc yêu cầu chia sẻ chi phí cao. Quy tắc được thiết lập để có hiệu lực vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, nhưng nó đã bị chính quyền Biden loại bỏ. Vào ngày 20 tháng 1 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã thông báo rằng quy tắc sẽ bị đóng băng trong 60 ngày. Chánh văn phòng tòa Bạch Ốc Ron Klein đã gửi một bản ghi nhớ vào ngày 20 tháng 1, chỉ đạo các cơ quan đóng băng tất cả các quy định vào phút chót hoặc nửa đêm của Tổng thống Trump. Theo chính quyền Biden, hành động đóng băng các quy định cuối cùng của ông Trump sẽ tạo cơ hội cho chính quyền sắp tới xem xét bất kỳ quy định nào mà chính quyền Trump đã cố gắng hoàn thiện trong những ngày cuối cùng của mình chỉ thị ra lệnh cho một số trung tâm y tế thông qua việc giảm giá insulin và epinephrine trực tiếp cho bệnh nhân của họ sẽ bị đóng băng cho đến ngày 22 tháng 3. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, bang Florida, người đã công nhận ông Biden đã thắng trong cuộc bầu cử, cho biết tân tổng thống đã giới thiệu những chính sách không tốt cho nước Mỹ và người dân Mỹ. Ông Rubio đăng một video trên Twitter vào ngày 22 tháng 1, trong đó nói rằng Mặc dù Biden luôn nói rằng ông muốn đoàn kết cánh hữu và cánh tả của Hoa Kỳ và có vẻ như là một người trung dung, nhưng các chính sách ông ấy đưa ra đều dành cho tất cả những người cực tả. Chính sách kiểu này vừa không tốt cho nước Mỹ, vừa không tốt cho người dân Mỹ, đặc biệt là tầng lớp lao động Mỹ. Ông Rubio cũng lưu ý, Biden đã ban hành nhiều lệnh hành pháp hơn bất kỳ tổng thống nào khác trong hai ngày đầu tiên sau khi ông tuyên thệ nhậm chức, nhưng những lệnh hành pháp này không bình thường. Sau khi ông Biden nhậm chức hơn 20 lệnh hành pháp đã được ban hành. Trong đó có việc đình chỉ trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp trong 100 ngày kể từ ngày 22 tháng 1 và đóng cửa các dự án năng lượng do chính quyền Trump đưa ra. Ông Rubio nói, theo nghĩa đen, những lệnh này là danh sách mong muốn của cực tả. Ông trích dẫn, ví dụ, việc chính phủ Biden đóng cửa các dự án năng lượng có thể khiến một số lượng lớn công dân Mỹ mất việc làm. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 1 đã bác bỏ một báo cáo của World Trade Journal nói rằng Bắc Kinh đang thúc đẩy một cuộc gặp cấp cao nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vào ngày 22 tháng 1, tờ World Trade Journal dẫn các nguồn tin tiết lộ, ngay từ tháng 12 năm 2020, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng ông Biden thắng cử, Bắc Kinh đã có ý định cử ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc tới Washington. Đề xuất này thể hiện qua những bức thư của đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Thôi Thiên Khải và qua các cuộc đối thoại với các bên trung gian. Đáp lại, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 23 tháng 1 trong một tuyên bố cho biết, báo cáo này không đúng với sự thật. Phía Trung Quốc không bao giờ viết những bức thư như vậy. Chúng tôi hy vọng các phương tiện truyền thông liên quan tôn trọng sự thật và đưa tin về quan hệ Trung-Mỹ một cách khách quan và có trách nhiệm. Tuyên bố nói thêm, cả Trung Quốc và Mỹ nên tập trung vào hợp tác và quản lý các tranh chấp của họ để tạo điều kiện cho các mối quan hệ lành mạnh và ổn định. Theo Reuters, chính quyền Hồng Kông đã phong tỏa một khu vực trên bán đảo Khu Luân vào thứ Bảy ngày 23 tháng 1 sau khi bùng phát biến thể virus corona mới. Nhà chức trách nói rằng 10.000 cư dân phải ở nhà cho đến khi họ được kiểm tra và kết quả phần lớn được xác định. Hồng Kông cho biết có 70 tòa nhà trong khu vực cấm, gần với Trung tâm Thương mại Quốc tế ICC và họ đặt mục tiêu kết thúc quá trình kiểm tra trong khoảng 48 giờ để mọi người có thể bắt đầu trở lại làm việc vào thứ hai. Lãnh đạo Hồng Kông Kerry Ram cho biết có 50 điểm kiểm tra tạm thời đã được thiết lập và 3.000 công chức đang hỗ trợ. Vào lúc 13 giờ chiều giờ địa phương vào thứ Bảy ngày 23 tháng 1, nhà chức trách thành phố cho biết khoảng 3.000 người đã được kiểm tra trong khu vực hạn chế. Khu vực cấm đã xác nhận 162 trường hợp được xác nhận nhiễm virus cúm Vũ Hán trong tháng này và tỷ lệ virus được phát hiện trong các mẫu nước thải từ các tòa nhà ở đó cao hơn so với các khu vực khác. Hồng Kông đã ghi nhận 81 trường hợp nhiễm virus corona mới vào ngày 23 tháng 1, nâng tổng số lên 10.010 trường hợp. Hơn 160 người đã chết. Vào đỉnh điểm của đợt bùng phát ở thành phố vào tháng 7 năm 2020, con số hàng ngày cao nhất là 149 ca nhiễm mới. Giới chức Italy vào ngày 23 tháng 1 yêu cầu TikTok của Trung Quốc chặn các tài khoản của trẻ em dưới 10 tuổi sau vụ một bé gái nước này tử vong do thực hiện theo thử thách trên ứng dụng này. Theo tuyên bố của Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Italy, mặc dù trước đó ứng dụng TikTok đã cam kết cấm trẻ em dưới 13 tuổi đăng ký sử dụng nền tảng, song nhiều người dùng nhỏ tuổi vẫn có thể lách qua quy định này một cách dễ dàng. Do vậy, Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Italy yêu cầu ứng dụng TikTok chặn các tài khoản người dùng chưa được xác minh, vào thời hạn đến ngày 15 tháng 2. Yêu cầu được đưa ra sau khi ngày 20 tháng 1, một bé gái 10 tuổi ở tỉnh Palermo, Italy được phát hiện tử vong trong nhà tắm sau khi thực hiện một thử thách nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok mang tên thử thách ngất. Theo đó, người tham gia thử thách phải thực hiện những hành động làm mình ngạt thở, gây ngất xịu tạm thời. Thử thách nguy hiểm này đã được lan truyền trên các nền tảng xã hội từ năm 2020, đặc biệt trên TikTok. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin trưa ngày 24 tháng 1 của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.